Bài viết có tựa đề Richard Marx, những kỷ lục thầm lặng, được đăng trên RFI tiếng Việt. Nếu được bình chọn một nam ca sĩ có chất giọng đặc biệt, có lẽ Richard Marx là một trong những cái tên được nghĩ tới đầu tiên. Ca khúc kinh điển Right Here Waiting For You, chờ đợi em nơi này, như Donnie đóng giày cho tiếng hát nam nghệ sĩ. Tài năng của Richard không dừng lại ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn, mà còn ở kỷ lục sáng tác và sản xuất mà ít người biết. Vườn ươm nghệ thuật. Nam nghệ sĩ sinh năm 1963, sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại thành phố Chicago, Mỹ. Cha anh là Dick Marx, một nghệ sĩ piano chuyên nhạc cha. Mẹ anh là Ruth Marx, ca sĩ hát trong ban nhạc lớn. Con đường nghệ thuật của Richard rộng mở từ khi anh 5 tuổi. Anh biểu diễn ca khúc I Wanna Be Free của nhóm Monkees ở trường tiểu học. Richard Marx có khởi đầu thuận lợi nhờ kế thừa gen nghệ thuật của cha mẹ. Anh vừa có khả năng hát, biểu diễn, sáng tác, chơi guitar và piano. Đặc biệt, chất giọng Richard không thể lẫn vào bất cứ giọng nam nào. Giọng anh dày, ấm, nhiều lớp và rất phù hợp các pop ballad trữ tình. Thú vị hơn, nam ca sĩ của bản nhạc bất hủ Hello, Lion Rick là người khuyên nhủ Richard tới Hollywood lập nghiệp khi anh 18 tuổi. Tình tiết này được đưa vào trong cuốn hồi ký Story to Tell, những câu chuyện kể, ra mắt tháng 7 năm 2021. Anh từng đệm hát cho Madonna trong album True Blue hay làm nền cho Zenka Cheer trong ca khúc Blood Heart. Từ ca sĩ chuyên hát đệm, Richard chuyển mình thành ca sĩ solo với tần suất sáng tác biểu diễn dày đặc. Năm 1987, đĩa đơn đầu tay mang tên chính anh Richard Marx chính thức gây bão táp trên bảng xếp hạng Billboard. Album lên hạng bạch kim và ca khúc Don't Mean Nothing không ý nghĩa leo lên hạng 3 của top 10 ca khúc ưa thích nhất. Điểm mạnh của Richard khai thác tối đa là những nốt cao nghe cuốn hút mà không chói tai, chất giọng giữ được cường độ ngân và độ vang một cách bền bỉ. Don't Mean Nothing có tiết tấu, nhịp điệu đậm chất pop rock, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Các ca khúc anh sáng tác hầu hết có giai điệu mạch lạc, rõ ràng như Angelina, Hold On To Tonight, And Bless Some Nights. Các nhà phê bình cho rằng album này như sản xuất để phát sóng trên radio vì các ca khúc có mãnh lực thu hút người nghe. Hai năm sau, anh tái hiện được sự sức hút nam châm qua album Rebeat Offender, Kẻ Xúc Phạm Tái Diễn. Album này được coi là mật ngọt với các thiếu nữ nhờ bản hit đình đám Right Here Waiting For You. Ca khúc kinh điển này gắn với tên tuổi Richard Marx suốt đời. Nó hội tụ đủ đầy các yếu tố của bản tình ca đi cùng năm tháng: chất giọng nam tính, giai điệu lắng đọng khó quên, kỹ thuật thể hiện có bản sắc riêng. Bản nhạc này kẻ một ranh giới chia tách những sáng tác của Richard Marx thành hai mảng màu khác biệt: trữ tình sâu lắng pop ballad và mạnh mẽ theo thiên hướng rock. Những kỷ lục thầm lặng của nghệ sĩ sáng tác. Tính đến hiện tại, Richard tiêu thụ hơn 30 triệu đĩa hát khắp toàn cầu. Nói vậy, chưa đủ thuyết phục để phác họa tài năng của Richard. Anh là nam nghệ sĩ duy nhất lập kỷ lục có 14 đĩa đơn đạt hạng nhất trên cương vị nghệ sĩ biểu diễn, sáng tác và nhà sản xuất. Trong đó,
7 đĩa đơn đầu tiên lọt vào top 5 ca khúc ưa thích nhất. Tạp chí âm nhạc Billboard nói rằng Richard nắm giữ kỷ lục hiếm có, sở hữu các ca khúc được ưa thích trên các bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau trong suốt 4 thập niên 80 đến 2010. Anh từng cộng tác với rất nhiều tên tuổi lớn làng âm nhạc như Barbara Streisand, Madonna, Ensign, Kay Upen, Luther Vandross. Ít người biết rằng Richard là tác giả bản hit xuất sắc cho nhóm Ensign, This Side Reminds You. Hơn thế, Richard cần mẫn mở rộng hợp tác với các nghệ sĩ trong việc sáng tác và biểu diễn. Anh tự nhận rằng mình hứng thú với sáng tác nhạc và những giai điệu luôn thôi thúc anh chấp bút. Tôi là người bị thôi thúc bởi giai điệu, do đó thứ đầu tiên xảy đến trong đầu tôi phải là giai điệu. Khi nó bắt đầu phát ra tín hiệu, không phải trình tự tuyến tính, tôi đã hiểu phải ghi âm ra sao, chơi theo thể loại gì, pop, rock hay country, có khi chỉ là nhạc hòa tấu. Những ví dụ thành công không thể bỏ qua được: Now When Forever, I Will Be Your Man, Cho Tới Khi Nào Đại Dương Không Còn Sóng Xô Bờ Cát, Bây Giờ Và Mãi Mãi Anh Vẫn Là Người Đàn Ông Của Em. Xuyên suốt sự nghiệp, cuộc đời Richard gắn với các tour lưu diễn, anh cho rằng cuộc sống nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn là hoàn toàn khác biệt, nhưng tần suất lưu diễn đem lại động lực tinh thần và nuôi dưỡng tài chính cho sự nghiệp âm nhạc. Anh cũng khá bất ngờ khi những khán giả tuổi trẻ hát lại bản hit hơn 30 năm trước của anh. Đó là món quà khích lệ tinh thần cho nghệ sĩ tài năng khi sở hữu khán giả trung thành qua nhiều thế hệ. Truyền thống âm nhạc được kế thừa. Bản thân Richard tận hưởng sự nghiệp âm nhạc được kế thừa lại cho thế hệ con anh. Trong album gần nhất Limitless 2019, Richard cùng cậu con trai Lucas cùng sáng tác hai ca khúc On Along và Another One Down. Cả hai ca khúc lọt vào top 14 Billboard như đánh dấu nỗ lực hợp tác giữa cha và con. Lucas Mark là người con thứ hai trong số ba con trai với người vợ đầu tiên Cynthia Rhodes. Braden 31, Lucas 29 và Chise 27 tuổi. Anh nói rằng, tôi luôn gần gũi với cả ba cậu con trai vì chúng đều thực sự tài năng, nhưng Lucas là hợp với anh nhất về định hướng âm nhạc và sự sáng tạo. Trong khi đó, Brandon thiên hướng về nhạc electronic hip hop, cậu Uchise lại tập trung vào hardcore rock. Hạnh phúc lớn nhất của một nghệ sĩ tài năng là tìm được sự đồng điệu với các thế hệ kế cận. Ngoài ra, cảm hứng của người vợ thứ hai, Delcie Frinstead, kết hôn năm 2015, luôn được anh đề cao. Delcie khích lệ Richard bằng những thành công của mình. Richard Mas đáp lại một cách khiêm nhường: anh ít khi nhìn lại thành công trong quá khứ, tuy nhiên anh biết tận hưởng những trái ngọt của thành quả lao động miệt mài khi đánh giá cẩn trọng. Từ giọng ca từng đệm hát cho Madonna hay Cher, Richard trưởng thành theo năm tháng nhờ lao động miệt mài và tham vọng đáng trân trọng. Với con mắt lâu năm trong nghề, anh sớm nhận ra thị trường âm nhạc thay đổi ra sao trong suốt 40 năm qua. Khá dễ dàng để bạn có thể trình làng ca khúc mới, nhưng việc khó khăn hơn làm sao tạo nên sự khác biệt. Một ca khúc mới có thể dễ dàng bị nhiễu bởi đủ mọi tạp âm. Một nghệ sĩ nắm giữ nhiều kỷ lục như Richard Mas luôn tìm cách di chuyển giữa những gì quen thuộc và nét mới mẻ.
với khán giả. Theo Bimbo Washington Post, trăm năm hoa mơ.